Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Alo alo, chào mọi người, mình là Cóc đây. Và trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà khử ồn, khử nhiễu và cách bóp méo âm thanh trong DaVinci Resolve. Ok, intro ha. Video này thì mình sẽ hướng dẫn nhanh nha, nên sẽ không có đi quá chi tiết nha. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái video này để mà làm demo cho bạn nghe thử nha. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Đó, cái video này nó hơi ồn nè, nghe lại nè. Hello, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Ok rồi, bây giờ là kéo nó xuống tầm lai. Đây, nghe thử nha. Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Rồi, ok, cắt bớt cái đằng này đi. Bật cái này lên cho nó lúp. Rồi, bây giờ là mình sẽ khử ồn ha. Khử ồn thì bạn bật cái effect Larry lên nè. Đó, rồi chỗ mà audio effect, chỗ fairlight đây, nó có cái noise reduction. Cầm, kéo nó qua đây. Đó, nó sẽ hiện lên cái bảng setting này đây. Thì cái này là nó enable disable noise reduction nè. Bật nó lên. Và bạn chọn cái auto speed mode nè. Đây. Thì nó sẽ tự động khử ồn cho các bạn. Mình sẽ có một cái bài hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng mấy cái này và cách dùng manual sao. Còn trong bài này thì bạn chọn cái auto speed mode cho nó nhanh ha. Rồi, nghe thử nè. Alo alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Alo alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Khá hơn nghe không? Tắt cái hiệu ứng này thử nha. Nghe thử nè. Alo alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Alo alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Đó. Alo alo, chào các bạn. Thấy không? Nó khác biệt hẳn luôn. Rồi, vậy là xong cái khử ồn cho âm thanh. Tắt cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng là bóp méo âm thanh ha. Bóp méo âm thanh thì bạn thấy cái này không? Pitch. Pitch. Pitch nó đọc nó hơi giống giống bitch bitch. Rồi, vô đây. Tiếp tục coi. Thì bạn cầm cái này, bạn kéo vào đây. Đây nó sẽ hiện lên cái hiệu chỉnh cái này đây. Ví dụ bạn tắt đi nha, thì làm cách nào để bật lại? Thì bạn bấm vô đây. Rồi chỗ inspector này, cái tab audio này. Đó, bạn kéo xuống dưới. Bạn sẽ thấy những cái hiệu ứng âm thanh mà mình đã thêm vào cho nó là noise reduction này nè. Thấy không? Bạn có thể tắt bật ở đây đó, hoặc là xóa nó đi đó, hoặc là bật cái cửa sổ setting lên, thấy không? Đây rồi, còn cái ở dưới pitch này, thấy không? Đây cũng vậy, xóa đây, setting ở đây, bật cái này lên, hoặc là bạn có thể chỉnh sửa ở đây cũng được, cũng giống nhau thôi. Rồi mình bật cái này lên nè. Bây giờ là coi thử nha. Đây, alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó cái âm nó trầm trầm hơn ha. Đây nè, nó nghe nó ồn 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 hơn á. Bạn bấm vô đây, bạn kéo qua trái. Đây, rồi nghe thử. Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Không, đó. Ví dụ cho nó trầm hơn nữa, kéo qua trái nữa. Đó. Alo alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Cực kỳ trầm luôn, thấy không? Nghe giống như là âm thanh của mấy con ọt trong game á. Đó, ví dụ mà bạn nghe nó nhỏ quá thì bạn cầm cái này bạn kéo nó lên nè, cho âm thanh nó lớn lớn lên nè. Ở đây nè, thấy cái dòng này trắng trắng ở đây nè, cầm kéo nó lên đó, tăng lên ở đây. Rồi bài thử. Đó, đây là làm cho nó trầm. Còn làm cho nó âm thanh giống như léo nhéo như là âm thanh nít á thì bạn kéo qua phải, kéo qua phải. Rồi nghe thử nha. Alo chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Nghe nó hơi lớn ha. Chỉnh lại cái audio cho nó nhỏ lại xíu ha. Chỉnh ở đây cũng được, và bạn chỉnh ở đây cũng được. Nếu mà bạn chỉnh ở đây thì nó tác dụng chỉ có đoạn video này thôi. Còn bạn chỉnh ở đây á thì nó có tác dụng trên toàn bộ cái track 1 này luôn nè. Cái track audio 1 nè. Đó, chỉnh ở đây thì nó sẽ tăng lên toàn bộ. Đó, như vậy đây. Rồi, nghe lại thử nha. Alo, chào các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Thấy không?
Alo, chào bạn, mình là Cóc, đến từ trang đất channel. Rồi, đó, rồi bạn muốn quay lại bình thường thì bấm double click vô cái chữ này. Đó, nó lại về zero. Còn những cái bên đây thì bạn tự tìm hiểu sau ha. Rồi. À, mình chỉ thêm các bạn chút xíu nữa. Ví dụ như là bạn muốn ví dụ mình bỏ nhiều cái, cầm copy qua đây. Giữ nút internet cầm kéo, copy ra nhiều cái. Đó. Rồi. Ở đây thì đây. Đây là cái, những cái này bạn chỉnh trong cái từng cái nha. Còn ví dụ như là bạn muốn khử ồn mà khử ồn cho nguyên cái tắc này thì sao? Thì nãy giờ là mình làm cái demo mà chỉnh cho từng đoạn video á. Ví dụ bạn cầm bằng kéo thả vô nè. Đó, cầm bằng kéo thả vô. Đó, nó sẽ effect, nó sẽ ảnh hưởng cho những cái đoạn nào mà bạn kéo thả thôi. Còn bạn muốn nó ảnh hưởng cho cả cái tắc luôn thì làm cách nào? Thì bạn vào cái tắc Fairlight đây. Đó, rồi. Ở cái tắc 1 này thấy không? Có audio track 1 và audio track 2 nè. Thì bạn bấm cho effect đây. Nó sẽ có những cái này. Rồi noise reduction. Đây, ở đây. Rồi bạn làm tương tự thôi. Thì ở đây nó sẽ ảnh hưởng tới, nó ảnh hưởng cho cả cái track luôn, chứ không phải là riêng từng cái đoạn video. Rồi bên đây thì muốn xóa cũng tương tự thôi. Muốn xóa thì bạn bấm vô đây nè. Ở đây có cái chỗ này để mà delete plugin. Đó, rồi muốn bật nó lên thì ở đây có cái nút này, thấy không? Rồi xóa đi. Đó, trong video này thì mình hướng dẫn nhanh thôi ha. Mình sẽ có một cái video để mà hướng dẫn các bạn những cái hiệu ứng trong cái phần Fairlight này sau. Rồi, vậy là xong rồi đó. Rồi, vậy là xong bài hướng dẫn nhanh cách để mà khử ồn, khử nhiễu và bóp méo âm thanh trong DaVinci Resolve. Nếu mà bạn thấy bài này có ích á thì nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho nước channel nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck. We